Xin chào mọi người, mình là viên khoa học ghi nhớ y khoa chuyên sâu. Nay mình vừa tổng hợp phì đại tiền liệt tuyến bằng phương pháp tổng hợp mà mình đã được học, bao gồm một số nội dung chính như sau. Đầu tiên là về định nghĩa, phì đại tuyến tiền liệt là sự phát triển lành tính tuyến tiền liệt gây ra những biến loạn cơ năng và thực thể ở vùng cổ bàng quang, đặc biệt là cản trở dòng tiểu đi từ bàng quang. Đối với nguyên nhân thì nguyên nhân chính xác chưa được xác định rõ, nhưng có một số mối liên hệ chặt chẽ giữa bệnh với tuổi cao hay thay đổi một số nội tiết như là estrogen hay testosterone. Ngoài ra thì thụ thể androgen hay là DHT cũng có vai trò quan trọng trong phát triển bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, gây ra hình thể là phì đại tổ chức đệm, quá sản tổ chức sợi và tổ chức liên kết, gây giảm chức năng tuyến được gọi là u xơ tuyến tiền liệt. Tiếp theo là về lâm sàng, chúng ta sẽ phát hiện ra triệu chứng tắc nghẽn và triệu chứng kích thích. Đối với triệu chứng tắc nghẽn là do phì đại tiền liệt tuyến dẫn đến chèn ép và niệu đạo và gây cản trở tiểu, với một số triệu chứng như sau: tiểu yếu, nhỏ giọt ngập ngừng, tán đoạn, tiểu không hết, đái khó hay là bí tiểu. Tiếp theo là về triệu chứng kích thích là do tiền liệt tuyến to dẫn đến là kích thích vào cảm thụ alpha adrenergic tạo ra phản xạ co thắt cơ trơn dẫn đến là co thắt của bàng quang và niệu đạo, gây ra một số biểu hiện như sau: tiểu xón, tiểu đêm, tiểu buốt, tiểu nhiều lần hay tiểu gấp và không nhịn được tiểu. Tiếp theo là về triệu chứng thực thể, chúng ta sẽ thăm khám trực tràng để phát hiện được kích thước tiền liệt tuyến, hình dạng khối u, mật độ chắc hay mềm, mặt nhẵn hay là có khối u cục và sờ có đau không. Chúng ta sẽ đánh giá bệnh lý nhờ bảng IPSS qua một số triệu chứng lâm sàng như sau. Đầu tiên là đái không hết, hai là đi đái lại nhỏ hơn 2 giờ, ba là đái ngập ngừng, bốn là đái gấp, năm là đái tiên nhỏ, 6 là dặn mới đái được và 7 là đái đêm. Nếu tổng nhỏ hơn hoặc bằng 7 điểm thì sẽ rối loạn nhẹ. Từ 8 đến 19 điểm là rối loạn vừa và từ 20 đến 35 điểm sẽ rối loạn nặng. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một số cận lâm sàng cần thiết để chẩn đoán xác định, bao gồm đầu tiên là BSA. Bình thường thì BSA sẽ bình thường, nếu mà tăng sẽ nghĩ đến là ung thư tiền liệt tuyến. Tiếp theo là soi bàng quang để đánh giá tắc nghẽn đường niệu. Cuối cùng là siêu âm tuyến tiền liệt để đánh giá kích thước to nhỏ khác nhau cũng như là tuyến tiền liệt còn cân đối hay không. Cuối cùng là về biến chứng, sẽ bao gồm một số biến chứng như sau. Đầu tiên là bí tiểu, nhiễm trùng đường niệu, ung thư tuyến tiền liệt, soi bàng quang và suy thận. Trên đây là bài tổng hợp của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu có điều gì thiếu hoặc sai, mong mọi người góp ý. Cảm ơn mọi người rất nhiều.